Nơi tôi đang đứng đây vốn dĩ phải là diện tích đất canh tác của rất nhiều hộ dân. Thế nhưng quý vị có thể thấy rằng là bây giờ toàn bộ nơi này đã biến thành một thác rác. Sau một cơn mưa lớn kéo dài 4 tiếng đồng hồ thì toàn bộ rác ở phía trên đỉnh đồi kia đã tràn xuống nơi này. Và sau hơn 20 ngày diễn ra sự cố thì chính quyền địa phương đã quyết định là xử lý những cái rác này bằng việc là chôn lấp là tại chỗ. Bởi vì chính quyền địa phương ở đây cho biết là với địa hình dốc đứng và khối lượng rác tràn xuống khổng lồ như thế này thì không thể nào đưa rác ra khỏi nơi này được. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đã khảo sát để xây dựng bờ kè nhằm ngăn chặn bãi rác Cam Ly tiếp tục đổ xuống thung lũng. Ngoài ra thì địa phương cũng sẽ nghiên cứu làm kè chắn ở hạ nguồn để ngăn rác không chảy tiếp. Hiện đối với người dân có đất canh tác bị ảnh hưởng đã được thành phố Đà Lạt bước đầu hỗ trợ với mức 10 triệu đồng mỗi hộ, và về phương án di dời đền bù thì thành phố vẫn chưa có. Được biết đây là một trong những bãi rác nằm trong danh mục gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và cần được cải tạo xử lý. Tuy nhiên thì đến thời điểm này việc thực hiện đóng cửa bãi rác này vẫn chưa thể thực hiện được bởi vì nhà máy xử lý rác của thành phố Đà Lạt vẫn không đảm bảo điều kiện xử lý rác dù đã đi vào hoạt động từ năm 2015.